tiếp theo là việc của anh Hoàng. Còn một giai đoạn cắt nữa. Học sau. Giai đoạn này là giai đoạn gọi là tiểu học. Đấy. Thế này xong nó đẩy đẩy được ở đây nó sẽ đẩy hạ bên trong này, đây đây đây. Đấy. Mà cái đống này đông này. Mình cứ để với xong anh Hoàng anh học sau. Thì ra đây gọi là mình làm cỏ. Đấy. Xong ví dụ như trong cái đám cành này là anh Hoàng ấy để cái nào ấy cắt cái nào kệ anh ấy. Còn mình cứ chuẩn bị sẵn như thế thôi. Thì đấy. Cái đấy. Tức là mình bật sau khi bật xong anh Hoàng cắt anh có để lại cái cành nào ấy thì cành đấy nó sẽ bật được rất là khỏe. Nó không bị bật cái đầu. Nếu như em để cái sợi này nhá, em để cái mầm này thì nó sẽ khác cái mầm này trước thì nó không đẩy thêm răm. Còn mình cắt như này thì nó sẽ đẩy răm trong. Đấy. Nhưng mà con lộ hết. Đẹp không? Vâng ạ. Không bị chém gió đấy. Con này là của chú Đức ấy, cho Bin ạ. Để nói là của bố mày đấy. À, của ông già mày. Mà của ông già thì chính là của nó. Chắc gì? Chắc gì? Không cho để cướp. Thôi, không cho để cướp. Đùa. Lấy ghế ra, mang cái ghế dài ra đây. Cái ghế dài, ghế dài. Ghế. Ghế dài đấy. Cái ghế này ngồi nguy hiểm, mày làm mày không tập trung một phát thôi là mày ngã cửa luôn. Đấy ra đây ngồi bật lá. Ngồi. Biết tại sao mang ghế này không? Thoải mái. Không phải đâu, tại vì là bình thường làm ấy thì bao giờ thì nó phải có một cái xe đồ để đây này. Đấy, vì làm mình dùng đồ nào mình dùng ngay đồ đấy. Được. Nhưng mà không có thì là anh phải ngồi tạm cái ghế hay đồ để bên cạnh. Thôi ngồi bạn lá đi, chưa phải cậu chưa phải dùng đồ đâu. Được. Cậu kiếm cái bạn lá ấy. Đi. Cái bàn này nó có thể xoay lại, thế nào bởi có xe mua cái bàn xoay này về nhà này. Đây nhìn này, thấy không? Vâng. Tôi rủ cả Trương Mập xuống mà. Trường là gì? Trường là mấy hôm vừa rồi xuống liên tục. Đâu? Chú Nguyên nói. Có tập trung nào nên không kêu chó.
Thank you.